Hello, cô xin chào quý vị khán giả. Thì hiện tại giờ là 9 giờ tối rồi cả nhà. Thì lúc nãy con nhận được một ca cấp cứu, không phải gọi là cấp cứu mà chuyển viện. Ca chuyển viện về từ bệnh viện Bình Tân về bên bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng mà trong cái nơi chuyển viện của tất cả bệnh viện thì phải đi xe ở trong bệnh viện, phải có giấy chuyển tuyến. Thì lúc nãy do bệnh viện hết xe rồi cho nên bệnh viện mới nhờ bên hội hỗ trợ ca này. Mà ở bên Bình Tân làm giấy đồ chuyển qua hết rồi thì không biết con chở qua tới Chợ Rẫy, Chợ Rẫy không nhận, phải là không nhận, người ta nói đó, cái này thôi về nhà đi, ngày mai vô khám chứ giờ không có nằm cấp cứu chi. Thì con không biết đầu đuôi cái câu chuyện về căn bệnh của cô này như thế nào, tại là cái người bệnh là cô như thế nha, con đối với làm khoảng 40 mấy 50 tuổi. Thì do lúc nãy đi gấp quá con không có quay quá trình con đi hay quá trình con vận chuyển bệnh nhân lên xe, thì bây giờ con bắt đầu con quay từ bệnh viện Chợ Rẫy, con quay đưa bệnh nhân lại về nhà và con tìm hiểu cái gia cảnh như hoàn cảnh của gia đình của cô này như thế nào, căn bệnh ra sao, thì căn bệnh gì. Thì tại con cũng lúc đầu con cũng không muốn quay clip nữa, tại quá trình con đi khá là gần, cự ly di chuyển khá là gần, với lại chuyển bệnh nữa, chuyển bệnh bệnh viện nhờ bên nãy bên đó bệnh viện nhờ, thì cho nên con cũng không muốn quay, tại quá trình di chuyển rất là gần nên quay con cũng không biết quay cái gì, rồi chỉ là chuyển bệnh thôi, con không nghĩ ra cái tình trạng như thế này. Thì tại sao mà con quyết định con quay cái clip này á, thì lúc nãy ở trong bệnh viện Chợ Rẫy con, khi con mở cửa cho người nhà bước xuống thì đi cùng cô bệnh nhân là có một em đó là con của cô. Thì nghe bác sĩ báo tin thì bác sĩ nói là thôi đi về đi, ngày mai vô khám chứ bây giờ ở đây bệnh nặng không à, không có tiếp nhận được, để mày vô tay khám rồi coi sao lấy thuốc về uống đó, rồi vậy thôi chứ bệnh viện người ta không có nhận, là chỉ nói vậy. Con mới thấy em nó khóc, con mới hỏi ủa sao bệnh viện người ta nói ổn nhẹ mà về nhà mai vô tay khám rồi lấy thuốc uống em chưa. Tại bệnh viện Bình Tân lúc chiều là khám xét nghiệm gì đó ra căn bệnh nặng lắm, nói cô phải cần được chuyển vô bệnh viện Chợ Rẫy gấp, thì em mới nói với con như vậy. Con có bỡ ngỡ ủa tại sao bệnh viện Bình Tân nói là cần phải chuyển qua bệnh viện gấp, tình hình bệnh của cô rất là nặng mà qua đây người ta không nhận, nên con mới quyết định quay cái clip này để con tìm hiểu câu chuyện ra sao, giờ gia đình như thế nào, về căn bệnh của cô nó bệnh gì. Tại con cũng không biết được cái cô là đang bệnh gì, nhưng mà con thấy cô rất là tiều tụy, ốm yếu lắm. Rồi bây giờ cả nhà, con mời cả nhà theo chân con để đưa gia đình này về nhà của bệnh nhân nha cả nhà. Thì gia đình của nhà bệnh nhân thì con hỏi thì cũng không có xa, nằm tại khu cách ly mà lúc trước tụi con ưa chở bệnh nhân F0 đi cả nhà, đối diện cái trường học mà của khu cách ly rồi đó, tụi con cứ chở đi nằm ở bên bệnh Hưng Hòa A ở Kim Liên Trang á, bây giờ cũng sát bên nhà, cũng gần nhà nên thôi con quyết định thôi con chở về luôn. Chứ lúc đầu nãy em nói với con á, thôi anh đi về đi để em với mẹ đón xe ôm đi làm gì đó về, tìm một cách về, mà thấy em khóc nữa nên thôi lên xe đi anh chở về cho. Chứ giờ đón xe cũng cực lắm, taxi giờ cũng chở có một người chứ không có chở được hai người tại tình hình dịch đó, nên em với cô mới lên xe lại. Thì trong quá trình nãy con không quay được rất là tiếc cả nhà, con không hiểu tại sao mà bác sĩ vừa nói với câu mà em lại rớt nước mắt em khóc, kiểu em rất là tủi thân em khóc về cái vấn đề gì đó mình cũng không hiểu. Thì bây giờ con mới quyết định đi tìm hiểu. Rồi giờ mời cả nhà theo chân con nha. Thank you.
Đi vô nhà em bao xa nữa? Dạ, đi không vô tới đụng đầu đường khỏi khỏi tiệm hẻm. Cho con xin phép vô nhà thăm gia đình xíu nha. Mình nhà ở đây luôn hả? Mình thuê trọ ở đây. Thuê trọ. Thuê trọ hả? Mình quê ở đâu lận? Trà Vinh. Trà Vinh hả? Ừ. Nào đây đây anh cầm phụ cho cái túi sách. Tính nói con nhờ nhờ anh chở qua Tân Phú dùm người trai chạy qua. Mới về ta ơi, về đó. Đây, để sách vô, cảm ơn anh. Rồi, xin phép thăm gia đình hỏi xíu chuyện nha. Dạ dạ. Rồi. Thôi đi ra, ra uống chai nước về. Không, rồi anh xin phép gia đình anh vô anh hỏi xíu chuyện nha. Dạ dạ dạ. Vô lại đi anh. Bước vô lại đi anh. Mới về tới sợ mới đem đồ vô đó chính điện á. Rồi gia đình mình lên đây làm gì ở trên Sài Gòn này hiện tại? Dạ, là đi vô anh với bằng hồ á. Bằng hồ á. Dạ. Còn cô là cũng đi phụ hồ luôn. Phụ luôn. Mình lên đây được bao lâu rồi? Về ở đây được gần 2 năm rồi. Dạ. Nhưng lên thì năm 2017. Mình ở Trà Vinh mình ở huyện nào? Tiểu Cần. Tiểu Cần Trà Vinh hả? Dạ. Và gia đình có ba người đây hả? Dạ. Lên đây hết luôn. Em nó gái cũng có đi làm gì không? Dạ em đi làm mà dịch nghỉ 4 tháng rồi, công ty cũ thì người ta giảm tải nhân sự á. Cái em mới xin được bên chỗ công ty mới mà người ta nói là thứ hai không đi làm thì người ta kiếm người khác, cứ nghỉ hoài thì không có được. Mùa dịch này gia đình có được hỗ trợ gì bên dạ, ủy ban không? Được gạo. Gạo hả? Gạo với cha được 1,5 triệu. 1,2 triệu. Ở 1,2 triệu. Với vợ được 2,5 triệu. Dạ. Yeah. Còn con thì không có gì hết. Dạ. Yeah. Hiện tại giờ anh với chị còn đi làm không? Đi làm hồ đó. Ý hiện tại bây giờ từ hồi dịch tới giờ có đi làm ngày nào hay là dịch nghỉ luôn tới bây giờ? Nghỉ tới giờ mới đi làm được ngày rưỡi. Ngày rưỡi rồi. Không là được ngày rưỡi, tôi gọi là bệnh luôn đó. Rồi chị đi nghỉ làm đó. Rồi chị đi là phát hiện ra bệnh gì? Mới đầu thì nó bị nói lên sốt, ói rồi lên sốt đó. Đi làm thì ăn cơm với thịt kho với sợi cải chua. Dạ. Cái 12 giờ đêm rồi nó ói sát đêm luôn. Rồi vô bệnh viện bên Tây người ta nói bệnh gì vậy? Dạ mới đầu là ngày 20 Tây á thì em đi phòng khám cũng em bị phước ở ngoài này thì người ta xét nghiệm máu đồ á, người ta nói là nhiễm trùng đường ruột. À. Xong cái về cái cho mẹ ở nhà cái đi mà phát sốt mà co giật á. Cái bữa 21 Tây mới chuyển đi vô bệnh viện Bình Tân. Ta nói lúc thì nói là nhiễm trùng đường ruột. Còn bác sĩ kia lại nói là có nguy cơ bị sốt xuất huyết. Cái vô nằm được hai ba bữa mà. Ba bữa. Cái hôm nay mới phát lên là sốt co giật nữa. Cái bác sĩ mới kêu là bây giờ là phải đi chụp CT. Đi chụp CT xong bác sĩ nói là có khối u ngay vùng tụy 3,5 cm gì đó. Tụy à? Tụy. Tụy. Dạ. Xong cái bác sĩ kêu giờ ký giấy vào bệnh viện cho ba bệnh viện. Bệnh viện 115 với bệnh viện Bình Dân với bệnh viện Chợ Gãy. Cái em mới vô tư vấn bác sĩ là bây giờ gia đình em khó khăn, không có điều kiện, rồi mình nên vô bệnh viện nào. Cái bác sĩ mới nói là thôi bây giờ vô bệnh viện Chợ Gãy đi, người ta có cái gói hỗ trợ gì cho bệnh nhân nghèo á. Còn mấy bệnh viện kia không có. Em mới nói dạ vậy em để em đi trả tiền xong rồi em vô. Cái em đi cầm xe được 13 triệu. Cái vô bác sĩ kêu chuyển viện gấp. Cái em chuyển vô bệnh viện Chợ Gãy ta không nhận. Là cầm xe của em hay là xe chung? Dạ xe của em.
xe hồi lúc trước ba mẹ đi làm đồ có mua trả góp cho em. Cầm được 13 triệu là định vô bệnh viện để lo cho mẹ. Dạ đúng rồi, mà bao nhiêu chị nhận. Nãy bệnh viện nói với em sao? Bệnh viện nói là phòng giờ vô đây cũng đông lắm, thôi gán về đi sáng lên phòng khám khám. Nhưng mà còn bệnh viện Bình Tân á thì nói là bệnh mẹ em nặng lắm, phải đi vô nhập viện đi điều trị. Theo dõi không biết là cái khối u đó là lành tính hay là ác tính thì chưa biết. Chỉ biết là có khối u thôi. Mà vô bệnh viện giờ gãy, bệnh viện giờ gãy không nhận. Giờ vậy mai em có dự định là vô bệnh viện Chợ Rẫy đi khám lại không? Có thể là chắc không. Đi bị gì giờ vô trỏng là nói người ta không nhận, đi qua bản người ta cũng đâu có nhận đâu. Bây giờ vô khám lại, còn không bây giờ mình có thể qua một trong ba cái bệnh viện mà người ta tư vấn á. Thì bây giờ mình vô kịp vô mình khám lại cho chắc ăn, mình xét nghiệm cái u đó là lành tính hay ác tính. Dạ, vậy là có thể là mai em đi hai bệnh viện kia chứ không đi bệnh viện Chợ Rẫy đâu. Đi Chợ Rẫy người ta vô nó không nhận rồi, chắc phải đi bệnh viện khác nữa. Thì hồi nãy anh cũng không có định mà quay hình ghi hình gia đình. Dạ. Tại cự ly di chuyển khá là gần, từ bệnh viện Bình Tân qua bên Chợ Rẫy khá là gần, anh không có định ghi hình. Dạ. Cho nên qua lúc mà ở bệnh viện Chợ Rẫy anh thấy em khóc. Cho nên anh quyết định ghi hình coi gia đình như thế nào, bệnh ra sao mà ở như vậy. Thì anh vô được tới nhà thì anh mới thấy được hoàn cảnh gia đình em như vậy. Thì thôi ngày mai nghe là anh ráng đi, bây giờ phải biết được cái khối u đó là lành tính hay ác tính để mình biết cái đường điều trị. Dạ, nha. Dạ đi thì phải đi rồi đó, nhưng mà chắc em không chịu gãy nữa đâu. Thì một trong ba bệnh viện đó mình đi bệnh viện nào cũng được, hoặc là mình qua ung bú. Cô chị có bảo hiểm không? Dạ không. Cho mình không mua cái bảo hiểm để phòng hộ cho bệnh đau rồi cho nó đỡ xíu. Dạ khó khăn quá, không có tiền không mua bảo hiểm. Thì dưới quê còn nhà dưới không chị? Không, dưới quê cũng không nhà. Dưới quê không ở trọ. Dưới quê ở trọ luôn? Ừ. Dưới quê còn người thân như thì dưới không? Còn anh em bên chồng. Rồi chị thấy trong người sao rồi? Nó mệt rồi nó xuống. Chút cái lạnh, chút cái nóng, chút cái lạnh, chút cái nóng. Rồi, gia đình giờ ở trong cái nhà là ba người ở chung một phòng này luôn hả? Dạ, ở trên có cái gác. Ở trên có cái gác nữa hả? Dạ. Đây phòng trọ nhiêu tiền một tháng? 1 triệu 7. Điện nước, 2 triệu mấy. 1 triệu 7 một phòng như thế này. Ừ. Điện nó kêu chỉ cũng 2 triệu rưỡi hả? 2 triệu 4, 2 triệu 2. Thiếu hôm nay 2 tháng rồi chưa trả. Thiếu tiền nhà trọ này 2 tháng rồi. Ừ. Mùa dịch này có giảm rồi, có giảm được miếng nào không? Dạ, không? Không có giảm đồng nào hết. Thế cho điểm chục cái gạo với chục mì với chục trứng, không có giảm tiền. Rồi do thấy gia đình quá là khó khăn. Rồi anh đi làm hầu vậy mình thu nhập một tháng vẫn có được bao nhiêu tiền? Làm thợ hay là mình làm phụ? Cũng làm phụ được anh. Dạ. Thợ mà giảng thợ ép rồi á, lương nó cũng gần giá phụ hơn phụ được vậy 120 ngàn. Tháng mình nếu mà lấy mình chi phí này kia tháng mình dư được khoảng bao nhiêu? Đây hồi lên tới giờ chứ thấy nó cũng không có dư gì hết trơn, chi phí này kia trải qua trải lại luôn hết. Tới giờ bệnh đau không có tiền. Giờ em gái này cũng giờ dịch rồi qua dịch cũng không có công việc làm luôn, công ty ấy luôn rồi. Nhưng em được một cái là em có làm cao đẳng đó. Em đang nhiêu tuổi rồi? Dạ em 23. 23 tuổi rồi, mình cao đẳng gì em? Dạ em học cao đẳng giao thông vận tải á, học ngành kế toán. Em cũng đi làm được năm mấy rồi. Mà cái dịch cái công ty cũ thì nó giảm tải nhân viên, thì em nằm trong số đó em bị giảm tải. Xong cái em đi qua bên đường outdoor em xin làm được, mới thử việc được có 3 ngày à. Cái mẹ bệnh cái em xin nghỉ mấy ngày rồi, cái người ta nói thứ hai mà không vô làm nữa thì người ta tìm người khác người ta đào tạo, chứ nghỉ hoài không có đào tạo được.
Rồi giờ mẹ giờ mẹ em giờ bệnh rồi, em ráng lo cho mẹ đi, giờ đi khám coi căn bệnh nó như thế nào. Dạ. Để mình tìm cái hướng mình điều trị. Dạ. Nha. Dạ. Chị em cầm xe em là xe gì? Dạ, chiếc Genos á. Genos Tay Ga. À, biết rồi. Thì thôi giờ đâu có đâu đâu cho cầm ở đâu rồi? Dạ em cầm bên đường Dân Cao á. Mới cầm sọt luôn. Mới cầm lúc mà em điện trên xe hả? Dạ đúng rồi. Mới cầm nha. Lãi 780 ngàn một tháng. Cầm 13 triệu là hết đám luôn rồi đó. Lãi là 780 ngàn một tháng trên 13 triệu đồng. Dạ. Rồi thôi trước mắt bây giờ em sẽ hỗ trợ cho gia đình 2 triệu trước. Nhưng ngày mai chi phí đi khám. Nha. Thì cái tiền này là cũng xin phép quý mạnh thường quân như quý diễn giả là trích cái tiền quỹ của hội thư viện BDS ra để hỗ trợ cho gia đình để ngày mai cái chi phí đi thăm khám. Còn số tiền 13 triệu đó thì em ngày mai cứ cầm hờ theo. Vô bệnh viện lại có chuyện gì đó thì mình có thể xây kịp. Còn nếu không có gì á, thì em về em lấy cái xe ra liền để nó đóng cái tiền lời qua nha. Mấy bữa nay em cũng mượn bạn bè người 500, người 1 triệu cũng hết 3 triệu, 6 triệu mấy. Em đóng vô bệnh viện Bình Tân là tổng cộng là 5 triệu. Nằm chi phí Bình Tân hôm nay là hết bao nhiêu tiền? Dạ 5 triệu cho cái giấy nãy. Rồi bệnh viện phòng khám bên lúc mà bữa 20 tay em đi là cũng 1 triệu mấy rồi. Thôi đi trong bệnh viện này là bệnh viện Bình Tân. Bình Tân đó. À, đóng tiền trong bệnh viện hả? Dạ. Rồi thôi được rồi, thì trước mắt là như vậy đi. Thì không biết gia đình mình có đồng ý để cung cấp cái số điện thoại cá nhân của mình lên bên kênh YouTube của Hội Thương Nguyện BDS để nếu mà mình hữu duyên thì mình sẽ gặp được những quý mạnh thường quân gần xa thì họ có thể chung sức với mình mỗi người một ít để giúp gia đình vượt qua cái khó khăn này cũng như cuộc căn bệnh của cô thì họ sẽ giúp cho mình nha. Này tùy lòng hảo tâm thì gia đình không có đồng ý không? Một số điện thoại con á anh. Dạ, 032. Cái này khoan nha, cái này nó xin nhắc trước là cái số điện thoại của mình khi đưa lên đây. Dạ. Là mình đưa lên cái cộng đồng mạng thì em cũng biết, em cũng xài hỏi, em cũng biết đúng không? Dạ. Thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều thành phần, sẽ hỏi rất là nhiều thành phần khác nhau. Dạ. Có thể ảnh hưởng tới mình thì mình chỉ tiếp nhận những thông tin bằng trực tiếp điện thoại. Dạ. Không tiếp nhận thông tin bằng tin nhắn. Dạ. Hoặc là ai nói rồi ra đó nhận tiền mà mình phải đóng tiền hay này thì kia á. Dạ. Thì mình không tiếp nhận. Mình chỉ nghe điện thoại trực tiếp thôi. Dạ. Nha. Dạ. Rồi, em đọc số điện thoại cho mình. Dạ 0 3 0 3 2 9 6 0 7 4 7 0. Em đọc chậm, em đọc lại một lần nữa cho mình. Dạ, 0 3 2 9 6 0 7 4 7 0. Rồi, em tên là gì? Dạ, em tên Trinh. Còn mẹ em? Dạ, mẹ em tên Dung. Còn ba? Dạ, ba tên Đặng. Rồi. Thì bây giờ em trích 2 triệu trước cho gia đình nha. Thì đây anh cho anh gửi gia đình trước 2 triệu để ngày mai lo chi phí mà đi khám cho cô cũng như coi kết quả như thế nào nha. Dạ em cảm ơn Hội Thiện Nguyện BDS và Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ gia đình em trong hoàn cảnh khó khăn, em cảm ơn lắm. Rồi thôi cố gắng lên, không có gì hết. Rồi dạ. Chuyện cũng chưa, mình chưa biết được là khối u nó như thế nào. Dạ. Đang cố gắng lên nha. Dạ, không biết. Rồi thôi xin phép gia đình về nha. Dạ, dạ. Cảm ơn em. Gia đình rồi. Cảm ơn. Rồi anh ra bước ra xe làm giùm em tờ giấy cái nha. Ô cha không biết chữ. À vậy em bước ra xe làm cho anh tờ giấy cũng được. Rồi, mai có gì đi khám sớm nha. Đây thì đây là giải nhà trọ cả nhà.
Rồi ok, ổn quá, chắc tắt ra ngoài đường đấy nha cả nhà. Alo, chào Nguyên vợ, thì cả nhà cũng thấy rồi đó. Vô hoàn cảnh thăm gia đình thì rất là khổ quá nha. Thì con không biết nói gì hơn. Thì con cũng mong quý vị khán giả cũng như quý mình quân trong nhà mình có xem được video này, thì hãy nếu ai có lòng hậu tâm thì hãy chung tay góp sức một ít, hay là có bài thuốc nào hay thì chia sẻ cho gia đình để gia đình có thể trị những căn bệnh này. Thì con không biết nói gì hơn. Ủa gì vậy? Chạm xíu chạy, chạm xíu. Hả? Chạm xíu, chạm xíu. Thì qua cái video này thì con cũng mong quý vị khán giả, thì dạo này con cũng đi ca thường xuyên bằng đêm, con trực đêm thì con đều đi một mình, nên những cái điều gì với sơ sót hay những lời nói nào con nói không phải thì cũng mong quý vị khán giả hãy bỏ qua cho con. Thì do quá trình đi một mình thì lật chật, với lại một mình thì không thể nào mà vừa quay phim vừa làm bệnh nhân và đẩy băng ca để quay được cái thước phim để cho quý vị giả xem, thì cũng mong quý vị giả thông cảm bỏ qua cho con. Thì rồi thôi, con xin kết thúc video tại đây cả nhà, giờ cũng 10 giờ đêm rồi. Thì con biết nói gì hơn, gửi lời chúc tốt đẹp đến cho gia đình của em Trinh, thì mong cho cô chú, chung là kêu cô chú thì cũng hơi khó, không phải là khó nhưng mà thấy cũng hơi, chung là hơi bất lịch sự. Thì cái anh chị, tại anh chị cũng còn khá là trẻ, thì đó thì cả nhà em thấy hoàn cảnh rất là khổ, thì con chỉ giúp được nhiều đó thôi. Thì chuyện về sau thì cũng mong là duyên số và phước của gia đình nha cả nhà. Rồi, con xin chào quý vị khán giả và hẹn quý vị khán giả vào những video tiếp theo nha.